Ở buổi tập chiều ngày 21 tháng 5, Nguyễn Hoàng Đức đã hồi phục và có thể trở lại tập luyện cùng các đồng đội. Đây là lần đầu tiên đội tuyển có đủ quân số để tập luyện, không ai phải tập riêng. Đây là tin rất vui đối với huấn luyện Park Hang-seo và các cộng sự. Theo chẩn đoán ban đầu, vết đau ở bàn chân trái của Hoàng Đức cần hơn một tuần để bình phục. Tuy nhiên, chấn thương của tiền vệ này đã tiến triển nhanh hơn dự kiến và chỉ mất 5 ngày để trở lại. Hoàng Đức đã vượt qua được bài kiểm tra thể lực và tập chiến thuật bình thường. Đội tuyển Việt Nam hiện có quân số 37 người, 10 người sẽ bị loại trước khi đội lên đường sang các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Sau khi thủ môn Đặng Văn Lâm hội quân, trong tay HLV Park sẽ có 28 cầu thủ để đá giao hữu với Jordan vào ngày 31 tháng 5. Danh sách 23 cầu thủ chính thức sẽ được chốt sau trận đấu này.